Xin kính chào quý vị. Cách đây vài tiếng đồng hồ thì tôi nhận được một bản tin rất nóng về thầy Thích Minh Tuệ và nó nóng đến nỗi mà tôi phải bỏ tất cả mọi công việc để lên video này gửi tới quý vị một bản tin mà chắc hẳn rằng tôi nghĩ quý vị cũng như tôi chúng ta vô cùng mong muốn muốn biết cái tin nóng về thầy Thích Minh Tuệ là gì. Kính thưa quý vị, cách đây vài tiếng đồng hồ thì Wikipedia một bách khoa toàn thư trực tuyến đa ngôn ngữ lớn nhất thế giới đã chính thức ghi tên thầy Thích Minh Tuệ vào bộ bách khoa đồ sộ của thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đây thực sự là một cái tin vô cùng bất ngờ và cũng vô cùng vui mừng không những đối với tất cả con dân Việt Nam, Phật tử Việt Nam nói riêng mà còn là niềm vui với toàn thể nhân loại trên trái đất này. Còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không cúi đầu đảnh lễ Ngài Thích Minh Tuệ, một vị chân tu đã nổi tiếng khắp thế giới. Này còn bây giờ tôi sẽ đọc nguyên văn từ Wikipedia nói về thầy Thích Minh Tuệ để cho quý vị theo dõi nha Thích Minh Tuệ sinh năm 1981, tên thật là Lê Anh Tú, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam nổi tiếng với việc hành hương khổ hạnh trên khắp mọi miền đất nước. Xuất thân, ông tên thật là Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Ông là con thứ hai trong một gia đình có bốn người con năm 1994, ông cùng gia đình chuyển về xã Iato, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Tại Gia Lai, khi học hết phổ thông trung học, ông đi nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ, ông theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp, ông làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân có trụ sở tại Phú Yên. Xuất gia tháng 7 năm 2015, ông xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó ông rời khỏi chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Sau thời gian ở một chỗ, thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham sân si nên quyết định đi bộ hành từ nam ra bắc và ngược lại. Từ năm 2017 cho đến nay, ông cho biết ông chưa phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết ông không phải là tu sĩ của giáo hội này. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Trung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo, Viện nghiên cứu tôn giáo, ông cho rằng nếu tin và tu hành theo Phật giáo thì là tu sĩ Phật giáo. Như vậy rõ ràng là cái niềm tin của chúng ta đặt vào thầy Minh Tuệ đã đúng chỗ, đúng người, bởi vì trong cái văn bản trước đây thì uh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra một cái thông báo rằng thầy Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo nhưng mà theo tiến sĩ Hoàng Văn Cung như quý vị nhìn thấy ở trên màn hình đây thì tiến sĩ đã xác định rằng nếu tin và tu hành theo Phật giáo thì là tu sĩ Phật giáo và điều này đã được Wikipedia xác nhận và Wikipedia cũng nêu ra những câu nói nổi tiếng nhất của thầy Thích Minh Tuệ tôi mời quý vị cùng theo dõi nha câu thứ nhất con tức là thầy Thích Minh Tuệ không là nhân sự của chùa nào không phải là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó. Câu thứ hai, con không phải là sư, không phải là thầy gì cả, con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi, con chỉ muốn học tu, không có mục đích tuyên truyền hay là rao giảng gì cả. Câu thứ ba, Phật bài như thế nào, con làm theo thế ấy để con an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết được. Câu thứ tư, con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ của con. Câu thứ năm, trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian này là bình đẳng. Câu thứ sáu, mọi người không nên học bói toán vì có cái đúng, có cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Thay vì học bói toán, mọi người nên học tập đạo đức, giới luật, cố gắng giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu sẽ được hạnh phúc. Câu thứ bảy, việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. Câu thứ bảy, mọi người đừng lại con mà hãy lại Phật Pháp Tăng. Câu thứ chín, đối với con đâu cũng là chùa. Câu thứ mười, ai không có thứ gì đáng giá trên người mới là hạnh phúc vì họ không phải lưu giữ gì cả. Câu thứ 11 Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ Mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo, vật thực hay cái gì đó Những người xa ngã, ăn chơi, hư hỏng Mình bày cho họ đừng sát sinh, trộm cắp Giữ chọn năm giới, đó là bố thí pháp Câu thứ 12 Đời là vô thường, sống nay chết mai, đâu ai biết Nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu. Và câu thứ 13, con mong sớm thành chính quả để con báo hiếu cho cha mẹ. Phần tiếp theo là phần đánh giá của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm. Xưa nay chuyện các nhà sư Phật giáo đi khất thực không có gì xa lạ nên coi chuyện bộ hành của ông Thích Minh Tuệ là bình thường. Theo Thượng tọa Thích Thanh Huân, hiện tượng ông Minh Tuệ không có gì đáng rầm rộ. Không tu tại ngôi chùa nào, chọn lối đi riêng cho tu tập của mình Người đàn ông mang tên Thích Minh Tuệ bỗng nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Và phần cuối cùng là phần chú thích của Wikipedia về các cái thông tin đối với thầy Thích Minh Tuệ. Vâng thưa quý vị, trong cái quá trình dõi theo con đường tu hành của thầy Thích Minh Tuệ thì ở trong đầu tôi cũng đã nghĩ đến cái giây phút đăng quang này, nhưng không ngờ là cái niềm vui lại đến với thầy, đến với chúng sanh quá sớm. Chúng ta cùng chia sẻ video này để mọi người trên khắp thế giới cùng vui mừng với chúng ta nhé. Vừa rồi là những cái thông tin về cuộc đời và con đường tu hành của Thầy Thích Minh Tuệ đã được Wikipedia xác nhận. Nguyện xin ơn trên hồi hướng công đức cho tất cả mọi người chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.